Và như vậy, gói siêu đặc biệt, siêu cấp sức mạnh 4.000 gem với giá cực kỳ ưu đãi dành cho những nhà chính ở Tha Hồn 2 và nhà chính Tha Hồn 10 đã quay trở lại rồi các sếp ơi. Mục ngay và luôn đây. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Một mùa update nữa lại đến và một mùa tưng bừng 4.000 gem nữa đã có. Anh em đã kiểm tra hết ạc của mình chưa? Sếp nào chưa có kiểm tra ngay. Gói ưu đãi cực kỳ khủng diễn ra trong vòng 3 ngày dành cho những người ở nhà chính Tha Hơn 2 đến nhà chính Tha Hơn 10. Các sếp chỉ được mua duy nhất một lần trong đời ạc của các sếp thôi. Nếu chưa mua thì hãy mua ngay và luôn các sếp ạ. Không có cái gói nào mà nó rẻ như thế này đâu. Và tớ sẽ mua và chứng minh cho các bạn thấy được cái sự điên rồ của cái gói này. Và nó giúp cho những người chơi bắt đầu chơi lại hoặc các bạn tạo ạc phụ. Nó hiệu quả và nó nhanh chóng lắm luôn đấy các bạn ơi. Mình sẽ quất luôn cho các sếp nha. Và anh em nào có nhu cầu mua những cái gói ưu đãi trong này, đặc biệt là vé vàng hoặc là gói gem, thì cứ liên hệ fanpage Akari Gaming của mình, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo để ok hết. Đây là một con ạc mới tinh, mới nguyên zin của mình luôn, vừa mới tạo đây luôn các sếp ơi. Thôi, mục và trải nghiệm cho anh em biết nha. Ok. Và như vậy 4.000 gem đã có. Đây mới là điều cực kỳ VIP nè anh em ơi. VIP này Tha Hồn 2 tớ sẽ múc hội thành này. Tớ sẽ lấy 5 dân cho anh em xem nhá. Ok. Hai thanh niên này thì cứ cho nó nâng cấp thôi. Bình tĩnh này. Đâu rồi? Tớ mua dần trước đây này. Mỗi xài ơi. Ấy giời ơi, VIP lắm. 2.000 gem. Vâng, 4.000 gem tiêu hết 1.500 còn 2.000. Ok chưa? Uy tín chưa? Làm gì có cái gói nào mà nó ưu đãi như cái gói này đâu các sếp. Múc ngay và luôn thôi chứ còn gì nữa. Hiện tại là cho đây này. Từ từ đã, bây giờ mình sẽ phải chụp cái ảnh nha. Bây giờ đã có tiền rồi thì việc đầu tiên đó chính là mình sẽ nâng cấp để lấy cái hội thành. Ý gì không? Đã xong rồi thì bây giờ mình sẽ từ từ là mình sẽ về clan của mình á, xin đồ rồi đi đánh luôn cho nó VIP nè. Cảm giác cực đã khi ở nhà chính Tha Hơn 2 mà các bạn có thể có lính hội thành để đi càn lướt bục những nhà khác rồi đó anh em ạ. Và bây giờ là thời điểm để chúng ta tiêu tiền thôi chứ còn gì nữa. Cho thợ xây nó chạy mắc cấp độ vào anh em ạ. Ba rách ba riếc gì rất là ok luôn. Hôm qua mình đã làm một cái video về top 10 điều game thủ mong chờ nhất để cho đợt update này. Và đúng là điều mình đã short ở trong đấy, đó chính là cái gói 4.000 gem mà anh em chưa nhắc mình. Bây giờ ngày hôm nay Supercell đã nhắc luôn. Và các bạn nào mà chưa xem video của đó của mình thì hãy xem lại ngay nha. Và các bạn thử dự đoán xem ngày nào chúng ta sẽ update đây. Bởi vì khi mà đánh về cái của giải thế giới á, ngày 5 thì sẽ đánh xong. Mà còn ở bên cái class, cái sự kiện mà giảm giá 99% về cái sản quân đó các bạn, thì nó tận tới ngày mùng 6 nó mới hết. Mà cái gói này á thì chúng ta có 3 ngày, tức là đến ngày mùng 6 nó cũng hết. Vậy thì có khi nào mùng 6 là chúng ta có update mùa đông không ta? Anh em thử đưa ra suy đoán cái xem nào. Mình đang có thuốc thợ xây. Mình sẽ quất cho nó chạy 1 giờ đồng hồ với nhanh gấp 10 để anh em thấy được chúng nó chuẩn bị cong thắt cơ đít thít cơ mông, nó chạy phấn khởi như mới cởi luôn đây này. Đấy giời. Lên đồ vào, chạy cho nó uy tín vào. Elixir gì cứ lên đồ vào. Vâng, Supercell họ rất biết là ưu đãi cho người chơi mà. Chạy cho nó tít mù vào luôn đấy các bạn này. Chờ tí xíu. Và tạm thời thì ở nhà chính Tha Hơn 2 mình cũng đã mua hết rồi chứ còn gì nữa đâu. Thì bây giờ mình sẽ cho nó lên luôn Tha Hơn 3. Đây, đập một thanh niên lên Tha Hơn 3. Đấy, gem bây giờ là tẹt bô thoải mái chơi rồi. Cho nó chạy phấn khởi luôn.
Mình sẽ cho nó lên liên tục luôn, cho nó không ngừng nghỉ luôn. Mà chúng ta, điều chúng ta cần là chúng ta đang bị thiếu cái tím. Nhưng rất hay, Supercell họ có cái cách chơi cho giống như kiểu là thử thách mùa giải. Các bạn sẽ tập sự trước từ nhà chính Town 2 đến Town 6. Khi lên Town 7 các bạn sẽ có để mở vé vàng. À, thì anh em thoải mái chơi luôn. Barrack này, lên đồ này. Không thấy này, lên cái cam ta. Cam đang chạy một chút xíu nữa. Với cái tốc độ chạy nhanh gấp 10 lần như thế này thì anh em cứ thoải mái mà vụt thôi. Các bạn ạ, Supercell rất hay. Tức là họ đưa ra cái gói có tiền này, đập lên nhà chính nhanh này, mà lại bây giờ lại được thêm cả nâng cái cam lên nó cũng đã nữa. 10.000 thì chúng ta sẽ được thêm slot. Đằng đây mình sẽ sản quân. Đó, nâng cấp lên rồi đó. Đấy, chúng ta chỉ cần làm những cái nhiệm vụ này thôi. Trong vòng vài những cái thời gian đầu tiên này, nâng chạy như thế này, xong nhiệm vụ cái, các bạn chỉ cần làm ở trong này thôi. Những cái nhiệm vụ ở trong này thôi thì anh em thoải mái là đã được nâng cấp rồi. Rồi cứ ưu tiên nâng mấy cái mỏ này lên đi. Chúng ta thiếu tím đúng không? Thiếu tím ở đây có mở được tím không? Chưa mở được tím thì chúng ta sẽ đi đánh một trận nha. Trong lính hội thành chưa có. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ tấn công vào những cái bản đồ chơi đơn. Chúng ta hãy cùng tấn công này trước. Đây các bạn, có 1.500 tím. Các bạn đừng chê, 1.500 tím ở với những nhà chính cấp thấp này nó rất là hiệu quả đấy. Và chưa kể bây giờ chúng ta chỉ có sản xuất quân là có một cái tím thôi. Nó cực kỳ rẻ nữa. Nên anh em thoải mái tranh thủ cơ hội này để mà đi đánh và cũng như nâng cấp cái ngôi làng của bạn thật nhanh thật sớm. Lên thẳng tha hơn 7 để anh em mở nốt cái vé vàng ra thì nâng cấp ngôi làng của các bạn nó nhanh hơn rất nhiều. Và trong những thời gian gần đây thì Supercell họ để ý và nâng cấp cho những người chơi ở cấp thấp này là rất đã luôn các sếp ạ. Vâng, vừa nghịch dại rồi. Vừa nghịch dại chưa nâng lên cái này nữa. Như vậy lại có thêm hoàn thành này các sếp này. Cố gắng làm sớm những cái này. Đây chúng ta sẽ nâng cái mỏ lên level 3. Đó, lại có gem không? Dễ lắm, nâng cái mỏ lên level 3 nữa nào. Gold mine nâng lên, đúng rồi. Vâng, cứ nâng được gì cứ nâng. Thanh niên nào đang nâng được bằng tiền vàng cứ nâng. Chờ trong thời gian thanh niên đây các bạn. Nâng 1 giờ mà nó chạy nhanh gấp 10 lần này. Nó chạy tít thì lình nhì luôn đây này. Bạn này lên cấp nữa đúng không? Bạn này lên cấp nữa không? Vâng, như vậy là thiếu tím. Đây, upgrade 2 cái mỏ lên level 3. Cái này level 3 rồi. Cái này đang level 2. Và xong cái này lại có điều kiện để lên nữa. Vâng, mình cứ cho nó chạy tít thò lò thôi. Vâng, cứ có dân là cho nó đập. Các bạn nên sử dụng ngay luôn nha, để cho nó tít. Rồi, chúng ta lại có thưởng ở đây nữa. Ôi giời ơi, bây giờ lại làm nhiệm vụ này là gì? Nhận 5 điểm kinh nghiệm ở trong cái profile của bạn. Và cái này là đánh để được 4.000 vàng. 5 cái ở trong profile. Anh em lưu ý nhận làm những cái nhiệm vụ này nó có sẵn đây này. 1 này, 2 này, 3 này. Và như vậy còn 2 cái nữa thôi. Còn nhiệm vụ 2 cái nữa đó chính là một cái liên kết Supercell ID. Đây cái lời khuyên đầu tiên luôn các bạn này. Anh em nào mà chưa liên kết thì liên kết ngay để lấy 50 gem. Rất là quan trọng nhà anh em ơi. Rồi nâng cái súng này. Bây giờ nâng cái súng nữa này. Ok, chờ tí lên nhà chính rồi lại đập tiếp. Ô vẫn dư à. Mình là người chơi hệ có tiền mà. Mình đâu có thiếu gì đâu. Đấy, thiếu mỗi gem thôi chứ còn gì đâu. Nhà chính cũng sắp lên rồi. Ok, ok. Đấy, bây giờ chờ thôi. Hết đồ chơi rồi, hết tím rồi. Chờ tí đi đánh tiếp nhá. Ok các sếp ơi, trong thời gian chờ đợi lên nhà chính cấp độ mới, chúng ta đi bèm luôn. Bây giờ có lính hội thành rồi, không sợ đâu. Á chà chà. Đánh những cái này từ rất sớm đi anh em ạ. Và các bạn nào mà chưa có tạ phụ ấy thì đây là cơ hội rất tuyệt vời để anh em lên cái ác phụ mà đánh cho nó tít nha. Bom này tầm tuổi dê. Xin nhẹ các bạn ơi. Còn bây giờ bây giờ tôi đưa balloon ra tôi chơi. Ủi đùa. Tôi sợ gì bạn đâu. Lêu lêu, lêu lêu. Đấy. Đánh thế cho nó nhanh, tớ còn tiết kiệm được 10 em Barbarian. Rất giá trị đấy các sếp ạ. Bởi vì là đang thiếu tím mà.
Mình cứ làm nhiệm vụ này thôi. Không biết có được đánh event không? Tớ mà đánh được event từ cái arc này nữa thì tôi đừng có hỏi luôn. Ok, event này. Vâng, đánh được event không ạ? Vâng, đánh được event cái này thì full luôn. Đánh được event ở đây thì full luôn các sếp ạ. Rồi, lằng nhằng với chúng tôi quẩy cho tỉnh nhắc người. Vâng, chuẩn bị lên khu vực nhà chính ở đây nữa rồi các bạn ơi. Ok, và đây rồi, nhiệm vụ đã xong rồi các sếp ạ. Đây, anh em lưu ý nhá. Lưu ý có cái gói này xong rồi thì cứ quất cho nó tẹt bô. Đấy, đấy là những gì mà video ngày hôm nay mang lại cho các sếp. Cực kỳ đã, town 2 hội thành, dân riêng các kiểu con đảo điều thoải mái cho anh em múc. Cần gì cứ liên hệ Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhá. Gói này chúng ta chỉ có 3 ngày thôi. Múc nhanh thì kịp mà chậm chân là bỏ lỡ cơ hội đến khi một nửa năm sau các bạn cũng không có đâu. Chúc anh em có những con ạc mới, những con ạc thật khỏe và cày thật nhanh. Cố gắng lên luôn tha hơn 7, múc vé vàng. Hay là những gói ưu đãi ở trong này thì cứ liên hệ ngay fanpage Akari Gaming, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn nhé. Bye bye anh em.